Trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương đoạn qua địa bàn thành phố Tân An, tỉnh Long An đã xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa 5 xe ô tô. May mắn không có thiệt hại gì người. Vụ việc xảy ra khi xe tải lưu thông qua thành phố Tân An, tỉnh Long An thì tài xế phát hiện phía trước có chướng ngại vật nên giảm tốc độ. Ngay lúc đó, 4 phương tiện gồm xe tải, xe khách 29 chỗ, xe 7 chỗ và xe container kéo theo rơ móc đang lưu thông cùng chiều từ phía sau do không kịp xử lý nên đã va chạm tạo nên chuỗi tai nạn liên hoàn. Hậu quả, nhiều phương tiện bị hư hỏng nặng và gây ùn tắc giao thông kéo dài.